Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam Campuchia Lào. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ba đảng và nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và cả ba đảng, ba nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thonglun Sisulit đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhất là công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực nổi lên gần đây và những nội dung ba bên cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác giữa ba đảng, ba nước trong thời gian qua. Lãnh đạo ba đảng thống nhất những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác giữa ba đảng, ba nước trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân ba nước trong thời gian tới. Ba nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu quan trọng và toàn diện mà ba nước đã đạt được, bày tỏ vui mừng và đánh giá quan hệ hợp tác giữa ba đảng và nhân dân ba nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Trong đó có quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng an ninh được thúc đẩy hiệu quả, hợp tác kinh tế văn hóa khoa học giáo dục kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực. Ba người đứng đầu của ba đảng tiếp tục nhấn mạnh truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa ba đảng và nhân dân ba nước là tài sản quý giá, là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của mỗi đảng, mỗi nước hiện nay. Đồng thời khẳng định cùng nhau tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam, Campuchia, Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thonglun Sisulit nhất trí trong bối cảnh tình hình hiện nay, ba đảng, ba nước cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục coi quan hệ giữa ba đảng là nòng cốt, định hướng cho tổng thể quan hệ giữa ba nước, củng cố trụ cột về quốc phòng an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước, mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của ba nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Ba bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nghiên cứu thiết lập một số cơ chế hợp tác mới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa ba đảng, ba nước vì lợi ích của nhân dân của ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Vui mừng trước những thành tựu hết sức quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch nước đánh giá cao các chính đảng Nhật Bản có sự thống nhất trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Điều này được thể hiện qua việc có nhiều đại diện các chính đảng của Nhật Bản tham gia đoàn các thượng nghị sĩ Nhật Bản thăm Việt Nam lần này. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác và đầu tư, Nhật Bản luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Trên cơ sở hai nước có nhiều điểm tương đồng, các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Để tăng cường quan hệ song phương trên nền tảng kết quả tốt đẹp của 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các lĩnh vực: nhà nước, quốc hội, chính phủ, các chính đảng Nhật Bản, bộ ngành địa phương hai nước. Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ vinh dự và vui mừng được thăm trở lại Việt Nam đúng vào dịp hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa cho biết, tham gia đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này có các thượng nghị sĩ đến từ các chính đảng lớn của Nhật Bản. Điều này thể hiện sự coi trọng của Nghị viện Nhật Bản trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Đánh giá cao mối quan hệ truyền thống có bề dày lịch sử lâu dài, gắn kết chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa tin tưởng với nhiều điểm tương đồng, việc hai nước tăng cường hợp tác về mọi mặt, trong đó có hợp tác nghị viện là hoàn toàn phù hợp và cần thiết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức quy mô toàn cầu. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam.
Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh và cảm ơn ông Ochiji Hidehisa chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Nhật Bản, đánh giá cao quan hệ hợp tác phát triển đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cảm ơn và đề xuất phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương của quốc tế và khu vực. Chủ tịch Thượng viện Ochiji Hidehisa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Khẳng định Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh việc trong đoàn thăm Việt Nam có các nghị sĩ đại diện cho các chính đảng tại Nhật Bản chính là thể hiện sự coi trọng này. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản chia sẻ với những đề xuất của đồng chí Trương Thị Mai, đánh giá cao việc giao lưu giữa nghị sĩ hai nước diễn ra sôi động. Trong đó, hai nhóm liên minh nghị sĩ đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước và quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Sáng nay, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan ở Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước đã tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với từng đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại các hội nghị, cùng với trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai bên, lãnh đạo các nước cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đánh giá cao những tiến triển tích cực trong triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh tiến triển đàm phán nâng cấp khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc, nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững, nhất trí chọn năm 2024 là năm giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm của tăng trưởng kinh tế khu vực, mong muốn quan hệ ASEAN-Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của nhau, mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc sẽ phát huy hiệu quả vai trò quan trọng của mình, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển ở khu vực. Đồng thời là nhân tố tích cực thúc đẩy xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực, trong đó có Biển Đông, góp phần triển khai đầy đủ tuyên bố DOC và sớm đạt được bộ quy tắc COC hiệu lực hiệu quả và phù hợp với Công ước UNCLOS năm 1982. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc thông qua tuyên bố chung về hợp tác cùng có lợi dựa trên quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gọi tắt là AOIP, và tuyên bố chung về làm sâu sắc hợp tác nông nghiệp. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24, phát biểu thay mặt ASEAN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời hoan nghênh Hàn Quốc đề xuất sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc KASI nhằm nâng tầm quan hệ hai bên. Thủ tướng cảm ơn các nước đã ủng hộ sáng kiến ngày ASEAN Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2023 tới đây tại Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN Hàn Quốc vào năm 2024, Thủ tướng đề nghị hai bên cần cùng nỗ lực mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn và mục tiêu cao hơn. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chuyển đổi số, công nghệ sinh học, điện tử công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng sạch, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, thân thiện với môi trường, thực hiện cam kết giảm phát thải, tăng cường giao lưu văn hóa, đồng thời thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong thông qua khuôn khổ đối tác Mekong-Hàn Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Hàn Quốc cần phối hợp nâng tầm đối tác, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm chung trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, trong đó có Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính vì những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong vai trò nước điều phối thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ thời gian qua, khẳng định sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc KASI thể hiện Hàn Quốc coi trọng và cam kết ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như quan điểm AOIP của ASEAN, cùng ASEAN phát triển toàn diện mối quan hệ đối tác thời gian tới. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo hai bên thông qua tuyên bố chung ASEAN-Hàn Quốc về hợp tác dựa trên AOIP.
Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhất trí thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản, đánh dấu mốc phát triển mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai bên trong năm 2023. ASEAN và Nhật Bản khẳng định phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao kỷ niệm vào tháng 12 năm 2023 tại Tokyo. Hướng tới tương lai, hai bên nhất trí nỗ lực duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng tại khu vực, triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản, AGCEP và Hiệp định RCEP, đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, quản lý thiên tai, giao lưu nhân dân, thanh niên, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái xe điện, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch, tăng trưởng xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định là thành viên tích cực của ASEAN và là đối tác chiến lược sâu rộng của Nhật Bản. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa. Theo đó, đề xuất nhiều định hướng thúc đẩy quan hệ hai bên thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên cần hợp tác kinh tế trở thành trụ cột chính, là động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản, đẩy mạnh hơn nữa trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, khẳng định Việt Nam và các nước ASEAN đã, đang và sẽ tạo thuận lợi cho hơn 15.000 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại khu vực. Mong muốn các nhà đầu tư chiến lược của Nhật Bản chung tay với ASEAN, thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mới nổi, nhiều tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tích cực phối hợp với ASEAN, triển khai hiệu quả các sáng kiến về chuyển đổi năng lượng và cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á của Nhật Bản. Đồng thời cùng ASEAN hỗ trợ các nước tiểu vùng Mekong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản ra tuyên bố chung về hợp tác dựa trên quan điểm AOIP của ASEAN. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta, Indonesia, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, nhất trí tăng cường tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất đi vào chiều sâu. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và của Thủ tướng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Mong sớm đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc hội chợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây để trao đổi sâu rộng hơn, sẵn sàng duy trì giao lưu tiếp xúc cấp cao thường xuyên để đi sâu trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Nhân dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio để trao đổi về quan hệ song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chúc mừng Nhật Bản chủ trì thành công hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua, cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản triển khai các cam kết thỏa thuận cấp cao đạt được giữa hai nước. Thủ tướng Kishida cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh G7, cho biết phía Nhật Bản đang tích cực phối hợp với Việt Nam, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới giữa hai nước, nhất là trong năm 2023, vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ Việt-Nhật lên tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những quyết sách của chính phủ Nhật Bản nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, nhất là các chính sách về hợp tác phát triển ODA, ngành bán dẫn, kỹ thuật số và tiếp nhận lao động nước ngoài, khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản vì lợi ích chung của cả hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản cùng phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác kinh tế, dự án viện trợ phát triển ODA, nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhân sự kiện này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanan Bolkiah. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hai nước có những bước phát triển ấn tượng, nhất là về thương mại, dầu khí, an ninh quốc phòng và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai nước sớm trao đổi tiến tới ký kết một hiệp định liên chính phủ về thương mại gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời tăng cường hợp tác phát triển ngành sản xuất thực phẩm Hà Lan của Việt Nam vào Brunei.
để đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất hơn, Thủ tướng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, giao lưu trực tiếp giữa các lực lượng hai nước. Quốc vương Brunei nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan chủ quản tích cực triển khai. Quốc vương hài lòng trước quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp hai nước và khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam sử dụng các cơ sở hậu cần ở Brunei để xuất khẩu hàng hóa. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời mời và quốc vương Brunei khẳng định sẽ sớm thăm lại Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Đảng bộ, khối các cơ quan trung ương và Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Sự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh đây là sự ghi nhận khẳng định đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng là cán bộ được rèn luyện trưởng thành từ trong quân ngũ, trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến cương vị cấp cao của Đảng. Với bề dày 43 năm công tác, 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, lập trường quan điểm chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn thử thách. Trên các cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo công tác lý luận, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xúc động khi được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng đây là dấu mốc khẳng định sự nỗ lực phấn đấu trưởng thành và phát triển của bản thân, đồng thời cũng là dấu mốc ghi nhận sự tin tưởng đánh giá cao của Đảng dành cho mình trong 40 năm qua. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định sẽ tiếp tục kiên định vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, nỗ lực rèn luyện tu dưỡng bản thân, liên tục phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách của mình, nhất là những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị lần thứ 14 cấp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mekong diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch Ủy ban phòng chống ma túy các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và đại diện Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc. Trong 30 năm qua, cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong về phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các nước thành viên. Thực hiện trách nhiệm thành viên, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách tầm vĩ mô với mục tiêu dài hạn, trong đó có chương trình quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 và chiến lược quốc gia phòng chống ma túy với mục tiêu dài hạn tầm nhìn đến năm 2030. Tại hội nghị, các bên đã điểm lại tiến trình hợp tác phòng chống ma túy của khu vực 30 năm qua, tổng kết và chia sẻ những kinh nghiệm quý của mỗi nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong phòng chống ma túy. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch hành động tiểu vùng lần thứ 12, tuyên bố chung Bắc Kinh và sáng kiến của Trung Quốc về giải quyết vấn đề ma túy tổng hợp ở khu vực tiểu vùng sông Mekong. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và 5 năm thực hiện kết luận số 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Những năm qua, công tác dân vận trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã đạt được những kết quả nổi bật. Các cấp ủy trực thuộc khối luôn quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm của nghị quyết 25 và kết luận 43. Nhờ vậy đã thu hút tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên các đoàn thể, tạo ra những phong trào quần chúng rộng khắp. Trong thời gian tới, các cấp ủy trong Đảng bộ khối tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt nhiệm vụ trên ba trọng tâm: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu, sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ.
tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết số 25, kết luận số 43 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế. Tại hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã trao tặng bằng khen cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết số 25 và kết luận số 43. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý và đình chỉ phát triển thuê bao mới của các nhà mạng từ 3 đến 12 tháng nếu phát hiện vi phạm. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long tại họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành thông tin và truyền thông trong tháng 8 năm 2023 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà mạng đã loại bỏ 12,5 triệu thuê bao có thông tin không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, thuê bao sở hữu trên 10 SIM đã được rà soát xử lý 100%. Qua đó, khóa 1 chiều, 2 chiều hoặc thu hồi vào khoảng hơn 5 triệu SIM. Hiện tại, về cơ bản, tất cả các thuê bao mới trên thị trường đều được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ước tính 85% thuê bao mới sẽ thuộc về các nhà mạng lớn như Mobile Phone, Vinaphone, Viettel và những doanh nghiệp này đều đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối soát trực tiếp. Với các nhà mạng nhỏ, việc đối soát sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng. Trong trường hợp sau quá trình đối soát, nếu thuê bao mới không đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thuê bao sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Mỗi một người, một nhà mạng chỉ được cứ 3 SIM thôi. Làm thế nào? Thì lại nhờ quay người đứng hộ tên. Người dân thì nghĩ đơn giản là ra đứng hộ tên thôi, nhưng mà thực sự đó chính là vô hình chung đã tạo ra những cái SIM không chính chủ, mặc dù kiểm tra đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 100% chính xác, không sai một cái nào. 80% trong 1,5 triệu SIM của các nhà mạng phát hành ra thì đang được phát hành tại các đại lý mà gần như không có kiểm soát. 20% còn lại thì 10% bởi các nhà mạng và 10% thì qua các kênh chuỗi. Bộ sẽ xử lý rất nghiêm theo cái nghị định 14 năm 2022, tức là xử phạt. Nếu như tiếp tục phát hiện thì sẽ đình chỉ phát triển thuê bao. Đình chỉ doanh nghiệp phát triển thuê bao từ 3 tháng đến 12 tháng. Hiện nay trên thị trường đang có tình trạng đứng tên hộ để đăng ký thuê bao. Điều này dẫn đến một thuê bao có thông tin đăng ký thật, tên tuổi, địa chỉ thật, nhưng thực ra nằm trong tay người sử dụng khác. Do vậy, một bộ phận người dùng đã tiếp tay dẫn đến vấn nạn SIM không chính chủ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.